chúng ta thấy đi hái tiêu cho người ta rồi con tên là gì? Tự nhiên con đi hái tiêu cho người ta, có bảo tự nhiên lên đây con đi hái tiêu cho người ta. Tên mình đấy, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Tên là Nguyễn Thị Tuyết, con ở xứ Nơi Hà, con 64 tuổi. Con làm nghề đi hái tiêu mướn, đi làm mướn rồi giờ đồng hồ nó ngập hết đấy ạ. Đồng hồ lấy nó ngập hết, con không còn lấy, con đi làm mướn. Mà làm nghề làm mướn, con đi hái tiêu cho người ta. Rồi, đi hái tiêu cho người ta, rồi sau chuyện gì xảy ra khi hái tiêu cho người ta? Sau khi hái tiêu cho người ta, con rơi 9 mét. Là con không có làm sao mà con... Cái gì? Con trên cây tiêu con rơi xuống 9 mét mà nó nín thằng tít thằng bên kia kìa. Thằng gốc kia kia hút mặt mà không có việc gì hết. Rồi con ngày hôm sau con nay đi hái tiêu tiếp rồi học chủ nó bảo vậy này. Vì nó om hết xác xuống thì làm sao mà làm vậy. Ra bác sĩ họ khuyên chẳng có việc gì hết. Rồi đến... Hallelujah! Thưa anh chị em, chúng ta thấy một con bao nhiêu ký? Dạ con 40 ký ạ. Cao mấy mét? Dạ con có mét rưỡi ạ. Mét rưỡi 40 ký là leo lên cây tiêu cao 9 mét rớt từ trên xuống mà không có việc gì cả. Chúng cho Chúa hôm nay con mừng lắm. Tại vì con ấy thì trước thì con lấy nhà con thì được 28 năm mà lấy thì được 10 năm không có con. 10 năm không con thì con buồn lắm, con cứ cầu xin con được một vài đứa con, con mừng mà con xin một đứa con gái, bốn thằng con trai được y như vậy là không có dành nữa. Trai với một đứa con gái con mừng, thế gian của là con không mừng. Được bốn thằng con trai, đứa con gái đầu con mừng quá xích sức luôn. Vậy xong rồi lúc mà con có mấy cái cần con nói để cho người khác nói nữa. Vậy đến lúc được rơi là được 8 năm rồi. Xong đến cách đến 4 năm con lại rơi một lần nữa 6 mét nữa. Thì con leo cái cây tiêu là nó là cây trà cừ, dưới nó họ bỏ phân nhiều nó non. Nó gấp xuống cái sát đất mà nó to. Cao con này 6 mét con đang buộc mà chưa buộc được. Nó vật xuống thì con bám chặt cái cây nó xuống mạnh cái bờ đá nó mạnh quá nó tung lên cao. Nó đập xuống cái quá. Thì con nó tim rơi ra ngoài luôn ý. Như chơi bóng mà rớt xuống tưng lên đập xuống nữa. Bây giờ con hoảng quá, con ngồi đây, con ngồi một lúc rồi con lại hái tiếp. Mà thang thì... Ngồi lúc chồng hái tiếp. Là cái thang ấy là ở cái đấy là nhà ông Tùng 10 ấy. Là cái nào cũng 10 mét. Campuchia họ người nào 10 mét, con vào sau thì cũng 10 mét mà cái sang con họ đẹp hơn. Cái gì? Cái thang 10 mét, cái nào cũng vậy. 10 mét mới tới cái ngọn là hái hết ấy. Thì con một mình con kéo hai bạn con làm luôn. Thì cái lúc con vào là được 1.6 triệu là hết tiêu rồi đấy, con hái trồng xong con về. Có nhiều quá là con mừng quá. Rồi còn một cái nữa thì cha cho con nói rồi nó hơi dài, con để người khác nói. Trời ơi, con đấy phải ông chồng. Vừa liêu thì về cuối đời thì gái nữa. Con cảm tử bao nhiêu lần. Ông cứ gọi con ra cái chỗ tối ông đâm con. Ông rất đau ở đốn này, ông đâm con giơ tay thì con né thì nó sụt đâm chảy máu, rấn máu đấy, sụt cả quần cũng chảy máu. Sụt cả quần chảy máu. Con mới chạy nhà con hôi chúng mày tao bị đâm rồi. Con nó chạy ra nó túm lấy bố nó hai đứa nó khám thì trong người ông lại rát luôn con dao thái lan ở đây. Đến vào đầu giường luôn con dao đầu nữa. Rồi tới đây ông nhà ông là đấy là ám sát con để đưa cái con kia về đấy. Ông mới bảo là mày nghĩ gì tao? Rồi bây giờ cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì bây giờ sao? Thì cha con có nói cái kết thúc. Cha cuối cùng bây giờ sao? Cuối cùng thì con khổ quá, cái hôm là ông hai tiêu về ông đưa con dao vào cổ. Không được chặt mãi về ra đâu. Cái gì cơ? Quyền là chú ơi, trong hai người thì thôi con khổ quá, con không biết là cách nào con quýnh để con bảo cất đi một người để một người. Chứ để về con sống cách nào nữa, con hoảng rồi. Con sợ quá, bên tay con rung hết rồi, xong là con quỳ giữa cánh đồng ấy. Con ra cái đồng con không làm nổi nữa, con quỳ con khấn nước mẹ cho Chúa Giêsu chữa con. Vì ông đâu rồi? Ông ấy đi buồn muối rồi. Đi đâu? Hả? À.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong trong đời sống của mỗi người, ta gặp những khó khăn, những thử thách, và đôi khi ta phải cảm ơn những người mà đã đem lại khó khăn, thử thách cho ta. Tại vì Chúa nói với Thánh nữ Faustina thế này, là nghe đây, điều này quan trọng hơn. Đó là mình phải cảm ơn những người đem lại đau khổ, thử thách cho mình. Vì chính nhờ họ mà mình gắn bó được với Chúa. Chính nhờ họ mà Chúa mới biết rằng mình có tín thác vào Chúa hay không. Họ cũng là bàn tay Chúa dùng để thử luyện lòng tin của mình. Và Chúa nói ơn ta đủ cho con. Và Chúa nói sự khó ngày nào đủ cho ngày đó. Người chị em của chúng ta đây đã cảm nhận được ơn của Chúa sau khi đã té một lần là 9 mét, một nảy lên tưng lên mấy cái mà vẫn không sao. Sau khi lại té một lần thứ hai là 6 mét mà rớt xuống, ngồi dậy leo lên hai tiếp. Rồi trải qua những khó khăn, những thử thách với người chồng của mình. Thưa anh chị em, phải cảm ơn người chồng đã cho chị ấy hôm nay mới lên làm chứng được, là dám tín thác vào Chúa giữa những đau khổ thử thách ấy, giữa những nguy hiểm ấy mà vẫn không bỏ Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Đau khổ thử thách ở đâu cũng có. Dù có đi tu hay không có đi tu, dù có theo Chúa hay theo Chúa, đau khổ vẫn luôn luôn dính với cuộc đời của con người. Có ai mà nói rằng mình không đau khổ, có ai mà không gặp khó khăn không? Ở đâu cũng có. Nhưng mà điều quan trọng là mình có đón nhận cái khó khăn thử thách ấy như là dấu chỉ lòng thương xót Chúa dành cho mình hay không. Hai môn đệ trên đường Emmaus đã không nhận ra điều đó, hay ông ấy thất vọng, hay ông ấy chán nản vì rằng là Chúa chết rồi, không sống lại gì cả, đau khổ quá, chán quá, thất vọng, ngã lòng quá. Văn chương phu lục chẳng xong, trở về làm cũ học cày cho xong. Đã không chấp nhận được đau khổ ấy mà bỏ cuộc, không chấp nhận nổi thử thách ấy mà bỏ cuộc. Hai môn đệ trên đường Emmaus là hình ảnh của chúng ta đến với lòng thương xót Chúa mà không đủ tín thác, cho nên gặp đau khổ, gặp thử thách thì ta bỏ cuộc, ta quay về, trở về cái làng cũ của mình, không muốn tiếp tục đi theo lòng thương xót của Chúa nữa. Người chị em này đã được Chúa thương mà Chúa gửi những đau khổ thử thách ấy đến, mà vẫn còn vững tin để ngày hôm nay mới mạnh dạn đứng lên đây làm chứng. Chứ nếu mà chị không đón nhận người chồng trong đau khổ thử thách ấy, không kiên vững, thì thưa anh chị em, dĩ nhiên là lúc đau khổ quá mình cũng kêu với Chúa là Chúa xin cất thánh giá này cho khỏi con, như là Chúa Giêsu cũng cầu nguyện là cất chén này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Chúa đến thấy người chị em này chịu đựng như vậy, vừa đủ chén, vừa đủ vừa cạn, Chúa cất chén đáng ấy đi, đưa người chồng ấy về với lòng thương xót của Chúa. Giờ phút cuối, biết đâu anh ấy được ơn quay trở về, anh được ơn sám hối. Qua sự chịu đựng của chị ấy mà anh ấy được ơn quay trở về. Qua sự kiên nhẫn phó thác của người vợ mà người chồng được ơn quay trở về. Chứ không phải là chúng ta bảo rằng chị ấy độc mồm, độc miệng đâu. Đó là cái đau khổ của người ta. Đau quá người ta kêu lên như vậy, Chúa cất chén đắng này cho con. Một là con sống, hai là anh ấy sống. Chuyện đó là chuyện mà trong thân phận con người chúng ta kêu lên như thế. Nhưng tận sâu ở trong thâm tâm chị ấy, chị đang nhận ra rằng Chúa đã cứu chị bao nhiêu lần thì Chúa cũng sẽ vẫn cứu chị ấy thôi. Và hôm nay chị mạnh dạn lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tặng thầy tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để con leo lên cây tiêu thì kẹo kẹo nó lên mà nghe nhá. Hai con này nghe tiếp ạ. Cho đến bữa được nghe, thích lắm con, cho được nghe cái con biết về đây chứ con không biết đâu, vừa con về cha. Leo lên cây tiêu có nghe không? Có, leo lên cây tiêu thì nghe. Dạ. Rồi, rồi, cây tiêu nghe tiếp. Rồi, cháu Linh leo cây tiêu vẫn còn nghe. Còn con được ơn gì của Chúa nên chia sẻ cho mọi người.